Hello, chào các bạn nha. Bữa nay tôi vô tôi phân tích cái xoay bít 152. Tôi có đăng trong ngày hôm qua là 9 cái video và tôi được 137 lượt xem và 52 người sub chéo. Thường thì 9 cái video đó là chỉ có chưa đầy 9 phút. Nếu tôi thực hiện một video 9 phút thì tôi trong một ngày tôi chỉ thực hiện một video 9 phút thì tôi chỉ được có tầm hai mươi mấy ba chục người theo dõi, người ta coi thôi. Còn trong khi đó là tôi chia nhỏ thành từng phần và tôi làm short thì nó có lợi hơn nhiều. Thực sự ra là 137 lượt người xem và 52 người là do sub chéo tổng số 9 cái video đó. Như vậy cái lợi cho các bạn là khi các bạn làm phần short rất là có lợi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.